Dương Nhược Y, xe của em thật là không biết điều gì hết. Lúc nào không đình công lại bãi công ở vùng ngoại ô Quang Du này. Giờ chị phải làm gì đây? Nhưng vừa rồi có tài xế xe tải tốt bụng đã nói sẽ cho chúng ta quá giang mà. Chính chị đã từ chối đó. Nè, chị là ai hả? Chị là phó tổng biên tập La Sita Chương Nhược Di. Nếu để người ta nhìn thấy chị đi bằng xe tải, còn ai tin chị là nữ hoàng Nhược Di nữa? Thôi được, xin lỗi, em không nghĩ tới. Vậy chị thấy đi xe nào mới đủ tư cách? Không phải hiệu BB thì ít nhất cũng phải xe nhập. Chiếc xe này được đó. Em còn không mau giả bộ dạng đáng thương ra chặn xe giúp chị nữa. Em, sao lại là anh? Câu này phải để tôi hỏi mới đúng chứ. Thật ngại quá, xe tôi bị hư. Chị ba tôi nhất định đòi xe xịn. Anh có tiện cho chúng tôi đi xe quá giang được không? Chúng tôi cần đến Cao Hùng. Nếu tôi nói không tiện thì sao? Không sao, chúng tôi sẽ tìm một chiếc xe tốt hơn. Lên xe đi. Cảm ơn. Đây là một trong ba tác phẩm luyện tập số 10 của Chopin, cũng chính là khúc biệt ly nổi tiếng lẫy lừng. Khúc nhạc này hoàn thành năm 1827. Nghe nói đằng sau là một câu chuyện. Năm đó Chopin 19 tuổi, ông ta thích một nữ sinh ở học viện âm nhạc Warsaw, nhưng do tính thẹn thùng của ổng nên không dám thổ lộ tình yêu. Nhưng lúc ổng quyết định rời Ba Lan để tới Paris, ổng tới trước mặt của nữ sinh đó tấu khúc nhạc này, cũng như là một cách từ biệt xúc tích. Cô cũng nghiên cứu Chopin kỹ quá ha. Tạm tạm thôi, làm tạp chí cái gì cũng phải biết một chút. Bởi vì mỗi một chuyện nhỏ có thể đều là linh cảm của bài báo. Thiết kế chẳng phải cũng vậy sao? Cô hôm nay đột nhiên thân thiện, khiến tôi cảm thấy rất sợ. Có phải cô đang nhờ vả tôi không? Không, anh nghĩ quá rồi. Tôi chỉ vì sợ anh buồn, rồi tinh thần không tỉnh táo, lái xe không an toàn. Cô tên Nhược Y phải không? Buổi họp mặt lần trước là do cô tổ chức phải không? Đừng nghĩ nó hay e thẹn, nó còn đáng tin cậy hơn so với ông Mason mà anh đã sa thải đó. Chị ba, vì vậy lần sau công ty cần, tôi có thể tìm cô được không? Cũng được. Sếp, đứa con gái kia rõ ràng là dính tới dự án của Dương Kim Long mà. Không có dính dáng gì đâu. Anh có ý gì mà phải tạm giữ người liên quan chi vậy? Tôi có nguyên nhân của tôi. Nguyên nhân gì? Anh đừng nói là đang giúp kiểm sát Dương nha. Tối hôm qua ai có mắt cũng đều thấy rồi. Tên khốn môi hồng răng trắng đó là của cổ sao? Nếu như quả thật là muốn giúp người ta dạy dỗ thì dạy dỗ êm dịu một chút, đừng để mọi người bàn tán. Thôi đi, tôi đâu có vô vị như vậy chứ. Chương Nhược Thiên lại chẳng phải là gì của tôi hết. Ngay cả tôi cũng giấu. Đủ rồi, tôi tự biết chừng mực. Mệt rồi, trễ rồi, đi nghỉ thôi. Không thôi Tiểu Huệ lại giận nữa đó. Ngược lại cô vừa gọi điện thoại cho tôi, nói là đã hầm một nồi canh gà đợi tôi về ăn nè. Mau về ăn món canh gà yêu thích của cậu đi. Nếu không canh gà nguội lạnh, Tiểu Huệ nổi giận thật thì anh cũng biết rồi đó. Thì vợ con là số một mà. Nói tới con cái, anh coi hình siêu âm mới nè. Sao hả? Trong này có một con gà con nè. Có nhìn thấy không? Là con trai đó. Lớn lên sẽ giống tôi. Hình này không đổi như vậy, sao nhìn ra gà con? Đâu có, rõ lắm mà. Về mau đi ông, Tiểu Huệ giận thiệt rồi kìa. Được rồi, tôi chuồn trước đây. Sếp, anh đừng phí sức quá nha, nghỉ ngơi đi.
Đồng Gia Lương, anh vì cớ gì mà giam tôi ở đây? Tốt nhất là anh mau thả tôi ra đi. Bằng không để tôi nói anh biết, lạm dụng chức quyền giam giữ phi pháp, vu tội, phỉ báng, lấy công chế tư. Cô hiểu biết pháp luật cũng không ít. Nói, hôm đó tại sao lại xuất hiện ở biệt thự của tên buôn thuốc phiện Ngô Thiên Lương? Cảm ơn anh. Không có gì. Em nên mời anh một bữa cơm để cảm ơn anh đã tham gia buổi họp mặt. Vậy để bữa khác hẹn anh thời gian gặp nha. Bây giờ không làm phiền buổi hẹn hò của anh nữa. Hẹn hò? Gấp gáp chạy tới Cao Hùng như vậy, nhất định là vì cô gái nào đó rồi. Không sai. Là vì một người làm tôi đau đầu mà không thể làm ngơ. Vậy chúng ta hẹn gặp ở Đài Bắc nha. Tạm biệt, hẹn ở Đài Bắc. Chào anh. Chuyện gì hả? Chị vừa mới thăm dò người ta sao? Thôi đi, người ta có bạn gái rồi. Chị thất vọng hả? Chị có gì mà phải thất vọng chứ? Nếu chị đã muốn thì có cô gái nào là đối thủ của chị đâu. Chẳng qua chị chỉ tò mò, không biết bạn gái của Nhậm Thiếu Đình là người thế nào thôi. Theo chị nghĩ, người mà anh ta thích tuyệt đối vô cùng, không là cao siêu nhất thì là bình thường nhất. Giờ chúng ta đi tìm chị hai mau lên. Trước buổi chiều ngày mai còn phải họp với khách hàng nữa. Chị còn muốn đi chuyến xe điện chiều nay. Thời gian là vàng bạc, đi thôi, đi. Đằng đằng sát khí. Làm gì vậy? Cô Trương, cô tới đây, tôi phải hỏi Cung Thù Nhi, người có liên quan tới vụ án Kim Long. Anh làm gì? Đồng Gia Lương, cuối cùng anh muốn làm gì? Nếu như cô muốn lợi dụng công vụ tùy tiện xử lý sự việc theo tình cảm, tôi khuyên cô không nên. Thù Nhi và bạn trai cô chưa làm gì. Anh ta chẳng qua là đưa Thù Nhi tới khách sạn, tiện thể lên phòng rửa tay. Anh thật kỳ lạ. Tôi có nói là tôi muốn điều tra sự việc đen đuổi vô vụ này sao? Khuyết Thù Nhi đã là người có liên quan tới vụ án. Tôi là kiểm sát viên thì vốn dĩ là phải làm rõ vụ án. Kiểm sát Chương, cô đừng có chống chế. Cô nhìn dáng vẻ của cô bây giờ đi, hoàn toàn giống như một người tràn đầy oán hận chồng. Cô là một kiểm sát viên đó. Không sai, tôi bị chồng bỏ. Anh đoán đúng rồi thì sao? Tôi có cần phải đưa lệnh cho anh không? Tôi không có ý đó. Tôi... Vậy thì là ý gì? Sợ tôi giống bà điên tới cục cảnh sát chửi đổng hả? Anh cảm thấy tội nguyện chưa? Trải qua buổi tối hôm qua, các anh không biết nội tình, cười chế giễu tôi mấy trăm lần. Nếu như tình cảm 8 năm nay tan vỡ thì tôi biết phải ăn nói làm sao đây. Anh đừng quan tâm có được không? Thật quá đáng. Cảnh sát gì cũng là xài tiền chúng ta đóng thuế thôi. Sao họ lại có thể có hành vi tàn bạo như vậy để đối xử với người nộp thuế chúng ta chứ? Chương Nghiệp Di này trước giờ chưa từng bị nhục nhã như vậy hết. Chị phải vạch trần sự tàn bạo của họ. Chương Nghiệp Di, chị không đi diễn kịch thật là uổng quá. Chị đâu có thèm. Chị phóng đại quá rồi đó. Họ chẳng hề đụng tới một ngón tay của chị. Còn lịch sự mời chị đi ra. Tàn bạo ở chỗ nào? Từ trước tới giờ gương mặt của chị được đăng báo rộng khắp. Ai dám đuổi chị đi? Bọn họ việc gì mà đuổi chị đi? Nếu không phải là tàn bạo thì là gì? Thôi đi, chị hai không có ở đây thì người ta biểu mình về cũng rất bình thường mà. Đồn cảnh sát lại không phải là một nơi công cộng.
Chị không quan tâm đó là một nơi hay hai nơi. Dù sao thì chặn chị lại ở bên ngoài cũng là tội ác tày trời, tội không thể tha. Bọn họ phải xuống 18 tầng địa ngục. Phong cảnh của chiếc cầu Như Ý trong biển tình thật đẹp. Từ trên cao nhìn ra xa, chiếc cầu Như Ý của biển tình, hình dạng của nó giống như một trái tim yêu, cho nên cũng gọi là trái tim tình ái. Truyền thuyết nói ở trái tim tình ái này mà có người tình hứa suốt đời bên nhau thì có thể sống với nhau bạc đầu. Sống với nhau bạc đầu sao? Mấy chữ này nghe thì đơn giản, nhưng làm được mới là khó. Trương Nhược Y, chị chỉ tùy tiện kể cho em nghe thôi, sao em tin thật hả? Em cũng chỉ là cảm nhận thôi. Phải rồi. Hay là dựa theo truyền thuyết này để làm chủ đề của một kỳ tạp chí cũng hay đó. Đây chẳng phải là nữ hoàng thời trang Trương Nhược Di sao? Tụi em có thể chụp hình chung với chị được không? Được chứ. Em nữa. Chị đẹp quá. 3, 2, 1, đổi cho mình. Cảm ơn. Nếu nói loài bò sát có khả năng lành vết thương cực nhanh thì Nhược Di nhất định là kẻ kế thừa của loài bò sát này. Tôi không phải muốn nói xấu chị mà là bái phục. Nhìn chị tiếp nhận một cách sung sướng tự đắc, đáp lại những người hâm mộ. Hình như tổn thương một phút trước ở đồn cảnh sát không hề xảy ra. Nhưng có lẽ đối với Nhược Di, nhiệt tình của người hâm mộ chính là liều thuốc trị thương tốt nhất. Sao hả cô Trương? Quên đem theo tiền hả? Nghe đây, không được nói với bất kỳ ai chuyện bữa nay đó, nếu không tôi không tha cho anh đâu. Chuyện gì? Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao tôi không biết? Anh! Đúng rồi, chẳng xảy ra chuyện gì hết. Chắc là cổ buồn lắm. Nếu biết trước thì mình đã không làm vậy. Nhậm Thiếu Đình, về từ khi nào vậy? Anh đang tra khảo đó hả? Gặp lại bạn cũ rồi. Sao Thù Nhi lại đi cùng với anh? Năm đó ảnh không bảo vệ được chị của tôi, nên đương nhiên bây giờ bảo vệ tôi. Chuyện của tôi đâu cần phải nói rõ với anh làm gì, nhưng anh nợ tôi một lời giải thích. Có phải anh đã yêu thầm em không? Irene, anh không muốn trả lời hay là không dám trả lời? Được, anh không nói thì em nói. Em thích Nhậm Thiếu. Irene, đừng nói. Nhậm Thiếu Điện anh là thằng nhát gan. Irene, em đừng làm như vậy được không? Anh vì Gia Lương phải không? Mấy anh từ từ nói chuyện cũ đi, tôi không hậu chuyện đâu. Thù Nhi, Nhậm Thiếu Đình, anh không dám đối diện với tôi. Cảnh sát Đồng, xử án cho giỏi, để dành sức lực xét xử tội phạm của anh đi. Nhậm Thiếu Đình, tôi sẽ mau điều tra ra sự việc của anh. Lần này tôi không bỏ qua cho anh đâu. Ở đây chờ tiếp đi, đuổi không kịp chuyến xe cuối cùng của Cao Hùng rồi. Chân của chị mỏi nhừ luôn. Đi khắp Cao Hùng rồi, cuối cùng chị hai ở đâu chứ?
Phải rồi, cầm đi, bày tỏ trước thánh địa tình yêu. Cái gì? Còn không mau ghi lại. Rõ ràng là bản thảo của chị, sao lại bắt em ghi dùng? Cái cầu như ý của biển tình Đài Bắc 101, khẩn định Gia Lạc Thủy, núi Dương Minh, nghĩa trang họ Trần. Xin lỗi, cho tôi hỏi thăm, chúng tôi là em gái của Chương Nhật Thiên. Xin hỏi kiểm sát Chương Nhật Thiên có ở trong đó không? Hôm nay cổ ra ngoài phá án rồi, thật tội nghiệp cho cổ. May nhờ tình cảm chị em sâu nặng, vừa xảy ra chuyện đã vội chạy tới đây rồi. Các cô chưa biết hả? Hôm nay trong lúc cổ phá án, gặp bạn trai của cổ đang thuê phòng ở khách sạn với một cô gái khác. Sao lại như vậy? Chị tôi không sao chứ? Tôi rất mừng gặp hai cô đã sớm tới đây với cổ. Tôi yên tâm rồi. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Tình thí sinh dạng niên đó quả nhiên đã làm liên lụy chị hai rồi. Chị hai bây giờ chắc là buồn lắm. Chị ba, bây giờ mình mau đi tìm chị hai. Có khi nào chị nghĩ quẩn không? Khủng hoảng là một bước ngoặt. Đây là lúc tốt nhất để chị nhìn ra là trên thế giới này ngoài tên đó còn có nhiều đàn ông khác. Chị hai chắc là đang trốn ở một nơi nào đó mà khóc thầm rồi. Chương Nhật Thiên không phải là người như vậy đâu. Tính chỉ là phải tìm người ta để trút giận, như vậy mới logic. Nè, chị mắc gì khóc thầm, mắc gì tìm người trút giận? Lúc chúng tôi lúng túng nhìn thấy chị hai, làm thế nào cũng không đoán được chuyện xấu như vậy. Thánh Kiệt lại dám làm lần thứ hai. Làm gì mà bộ dạng ủ rũ giống như trời sắp sửa sập vậy? Cảm giác thế nào? Anh không có cảm giác. Cảm giác thế nào? Anh không có cảm giác. Cảm giác thế nào? Em không hấp dẫn sao? Ở đây không có việc của bà. Lâm Thánh Kiệt, bỏ tay ra. Lại đây. Thả ảnh ra. Là em tự nguyện mà. Thù Nhi chưa thành niên. Anh nên biết là anh đã phạm tội dụ dỗ con gái vị thành niên đó. Ai nói em chưa thành niên? Em đã 19 tuổi và 282 ngày. Em sắp 20 tuổi rồi. Lấy quần áo mặc vô. Tôi thèm ở lại chắc. Sao hả? Anh muốn còng tay tôi thí sinh dạng niên này không? Anh làm đi. Anh có suy nghĩ không? Nếu cô Trương mà biết anh cũng phạm tội như vậy, cổ đã đau khổ lắm rồi. Cổ có gì mà đau khổ chứ? Tôi là thí sinh dạng niên bỏ đi thì cổ tìm được người khác tốt hơn. Cổ cầu còn không được nữa. Chuyện giữa anh với cô Trương chỉ có hai người mới có thể giải quyết được. Chạy trốn là chọn lựa xấu nhất. Muốn làm thí sinh dạng niên lại là mẫu người khác. Nhìn lại mình đi. Nói thì quang minh chính đại, thật là giả dối. Nếu như anh thích thì nói thẳng đi, tôi dâng cả hai tay cho anh đó. Đánh đi. Tôi đánh đi.
Chị Quynh pha trà. Trước đây toàn là thánh kiệt giúp chị pha trà. Em nghĩ ngay cả trà ở đâu chị cũng không biết nữa. Bớt xem thường người ta đi. Sao phải đụng tới vết thương của chị hai chi vậy? Muối ăn có tác dụng giải độc, sau khi đau vết thương sẽ lành. Chị hai, nước sôi rồi. Chị hai, chẳng phải chị nói là muốn pha trà hả? Phải rồi, pha trà. Pha trà. Chị hai, nói không chừng thánh kiệt ảnh mỗi vụ án đều đích thân tới hiện trường. Nhưng em nghe nói ngay cả kiểm sát nam cũng không cần phải đích thân làm vậy. Hay là chúng ta nói về cảm giác chị phá án ở hiện trường đi. Em muốn nghe chị kể về cảm giác khi chị nhìn thấy thánh kiệt ở trong phòng thiếu đình cùng với Thù Nhi hả? Em chưa từng có một người đàn ông thật sự, sao em biết được? Chị nói vậy là có ý gì? Em lựa lúc này để lấy tin từ chị, chẳng phải là muốn nhìn thấy chị ói ra cơm sao? Chị hiểu rõ chút đi, là tổng biên muốn em tới đây tìm chị lấy tin. Em mới cố gắng là phó tổng biên hoặc bác chuyên nghiệp của La Cita tìm chị. Em cho rằng lấy tin chị chỉ bằng em viết về chính mình còn hơn. Chị đã rất đau khổ rồi. Em còn có thái độ đối xử với người yếu đuối như vậy sao? Trà nguội rồi, em đi pha lại nha. Làm việc gì Nhược Thiên cũng rất cố gắng, nhưng đối với vấn đề tình cảm thì lại không có khả năng làm được. Chín chắn một chút, đã gần 20 tuổi rồi. Như vậy chưa chín chắn sao? Thổi bong bóng trong ly nước là hành động anh thích nhất mà. Nghe đây, người bạn Lâm Thánh Kiệt của em, đừng nghe những lời em nói tưởng là em không biết những điều ngớ ngẩn em đang làm. Anh phải nhìn thấy chứ, anh ta thích em. Rất nhiều người sẽ thích em, anh ta chỉ là một trong số đó. Đây chỉ là vì cảm xúc mạnh lạ lắm, sau đó thì chẳng còn gì hết. Người đau khổ nhất sẽ là em. Em thích cảm giác đau khổ. Em thấy anh cũng rất thích thứ cảm giác này. Đồng Gia Lương cũng vậy. Đừng nói linh tinh. Anh có dám nói là lúc chị em mất, em với Đồng Gia Lương không đau khổ không? Không cảm thấy hối hận không? Không cảm thấy áy náy không? Cảm thấy đau khổ rồi hả? Chính là cảm giác đau khổ này. Rất thỏa nguyện, không nói nữa.
Tóm lại, không được lại gần Lâm Thánh Kiệt. Với con gái, yêu đương là loại bảo dưỡng tốt nhất, đặc biệt là tình yêu bị ngăn cấm, bổ ích nhất. Em còn trẻ như vậy chỉ nói chuyện yêu đương thật đáng tiếc. Nên trải qua tuổi thanh xuân đáng yêu mới phải. Phải đó, chị còn không mau về nữa. Cuộc họp với khách phải nhờ em giúp rồi. Ngày mốt là lấy được xe của chị rồi. Cảm ơn trời đất, chị còn đang nghĩ không tìm lại được nó nữa. Nhưng mà bị bể một cái ống nước, tiệm sửa xe sửa một chút là được thôi. Chị Tư, sao vậy? Có phải ba xảy ra chuyện gì không? Ba, ba sao vậy? Sao vậy? Alo. Không sao, em không cẩn thận để đổ cái nồi thôi. Là Út Tường và Nhược Ngu làm đổ cái nồi. Không sao thì tốt rồi. Cậu giải thích rõ cho tôi nghe. Lý Út Tường, tối hôm qua cậu ngủ ở đâu? Tối qua em ngủ ở... Em với Út Tường sắp kết hôn rồi. Chị đoán thử ảnh ngủ ở đâu? Chứ Nhược Ngu, em còn dám hỏi lại chị hả? Em thật là... Đưa em. Alo ngốc nghếch. Bất luận là em với Út Tường tiến triển tới đâu, em cũng không được nghe theo đàn ông quá mức. Dù sao em coi Dung Quốc tình yêu của nữ hoàng chị thì biết liền. Ba, cẩn thận. Ba, ba làm sao? Alo, Nhược Ngu. Alo, alo. Không sao, chỉ là đột nhiên ba muốn lấy cây đàn ra thôi. Em gọi lại cho mấy chị sau nha. Được, tạm biệt. Alo, alo. Ba là em kêu hả? Em phải nói cho rõ đã. Alo. Sao rồi, gọi không được hả? Em đã nói là đưa ba tới viện ăn dưỡng mà. Quyết định vậy đi, Nhược Y. Việc này giao cho em tới viện ăn dưỡng. Dạ. Alo, ngốc nghếch hả? Cướp ngân hàng. Được, tôi tới liền. Hai đứa làm gì? Đây là cơ hội lấy tình tốt nhất. Chị đi phá án chứ không phải đi chơi. Không được tới. Khoan đã. Ăn sáng. Ăn nhiều tinh bột sẽ tích trữ nhiều mỡ. Đi, bữa sáng của em. Chúng ta có cần phải tìm một nơi? Không phải chứ. Anh xử lý được rồi, anh là sếp mà. Chào. Cô Trương, báo động lầm, làm cô mất công tới đây. Anh, cô đừng hiểu lầm tôi nha. Tôi có thể không nói chuyện gì. Lúc cô Trương bắt Dương Kim Long biểu hiện rất xuất sắc, cho nên mọi người mới... Anh đừng có đùa với tôi nữa. Anh gian trá xảo quyệt, không có nhân tính. Bé à, đừng khóc nữa, đừng sợ. Cái cô không có nhân tính kia không phải là la con đâu. Đừng sợ, đừng khóc nữa. Bé à, mẹ con có từng nói với con là không được nghe lời mấy chú lạ mặt không? Đừng khóc nữa, chú lạ mặt sẽ bắt con tới đồn cảnh sát nhốt lại đó. Thôi, không nhốt, không nhốt. Con cái nhà ai, mau tới dẫn về đi. Xem ai quay lại đây. Cái này cho con nè. Có phải con làm mất cái này không? Cầm lấy đi. Xem đây, còn có thêm cái khác nữa nè. Nó có hai người bạn luôn. Vậy có phải là muốn lấy hết hai cái không? Cầm lấy, đừng để bay mất nha. Đi tìm mẹ em đi, đừng khóc nữa.
đừng khóc nữa. Không nhận ra hả? Đất xứng đôi. Sau này tôi với Tiểu Huệ cũng sẽ có bánh bao nhỏ nên làm quen trước đó mà. Phát hiện ra tôi cũng hợp với con nít lắm chứ. Nói tới bánh bao nhỏ, tôi cho cô xem nè. Cô xem đi, bánh bao nhỏ của chúng tôi rất đẹp. Bánh bao nhỏ. Nếu mà tôi xem bức ảnh đó, nhất định tôi sẽ bị trúng gió. Nếu tôi nhìn thấy bức ảnh siêu âm đó, tôi dám chắc là không khống chế mình được, dùng hình phạt thứ 235. Bán hàng rong hành động thấp hèn, cấu thành tội bắt giữ anh ta. Tôi có một việc nhất định phải hỏi anh. Anh với Thù Nhi có quan hệ thế nào? Sao cổ lại lạnh lùng, bình thản với anh vậy? Quan hệ của cổ với Thánh Kiệt. Alo Úc Tường. Ba tôi không sao hả? Trương Nhược Nhi, em đang làm gì vậy? Chị ba, ba không sao rồi. Ba không sao thì tốt rồi. Chị hai, hai đứa em làm gì vậy? Chào anh, em là em gái của kiểm sát Dương, cũng là phó tổng biên tập của tạp chí La Cita, Trương Nhược Nhi. Xin hỏi anh là cảnh sát tổ trọng án cục hình sự Đồng Gia Lương, cảnh sát Đồng. La Cita chúng tôi gần đây muốn làm một buổi phỏng vấn với nữ kiểm sát. Tiện thể với góc độ cảnh sát, anh thấy nữ kiểm sát thế nào? Có thể không? Tôi đồng ý. Chị hai, thật sự chị không cần tụi em ở bên cạnh hả? Có thể ngày ngày tán dóc. Em sao vậy? Chị không sao hết. Chỉ cần ba không sao là chị yên tâm rồi. Nhưng mà viện an dưỡng và y tá thì phải đi hỏi thăm, sau đó chúng ta bàn bạc. Việc này đã giao cho Nhược Y rồi, nhưng chuyện đàn ông thì chị phải tự mình giải quyết. Nếu như níu kéo sẽ ngăn cản chị tiến về phía trước. Loại đàn ông này thì không cần đâu. Chị ba, đừng nói thẳng ra như vậy. Để cho nó nói. Em phải lắng nghe người ta tự xưng là nữ hoàng thời trang, chưa từng nhìn lầm đàn ông nói gì. Người đàn ông nó đang cần đang ở đâu hả? Đối với đàn ông, em chưa từng nhìn lầm. Vậy em nói đi, người đàn ông em cần là người thế nào? Đồng Gia Lương. Đồng Gia Lương. Đồng Gia Lương cũng được lắm. Có trí tuệ lại có vóc dáng. Trong giới đàn ông đó là thượng hạng. Em điên hả? Con người quái dị đó. Chị phải tin tưởng vào cái nhìn chuyên nghiệp của em gái chị. Chuyên nghiệp gì? Chuyên nghiệp của chị không phải là thời trang sao? Nghề nghiệp của chị là thời trang. Chuyên nghiệp của chị là ái tình. Thôi đi, nữ hoàng thời trang chuyên gia ái tình. Mau mau đưa thiếu nữ chưa yêu nhà chúng ta yoga đi. Nè, em cũng biết yêu rồi đó. Được rồi, đi thôi. Đi thôi, không việc gì nữa. Hai đứa về nha. Đi thôi. Người có trí tuệ lại có dốc dáng. Trong giới đàn ông đó là thượng hạng. Con người quái dị đó là thượng hạng. Buồn cười đến chết mất. Sếp, cô Trương vừa nãy cứ nhìn anh rồi cười là sao? Cô thích anh rồi, đừng hại tôi gặp ác mộng có được không? Mặc dù lúc nãy tôi cũng nhận thấy.
Cô Dương, xin hỏi cô tư liệu về Dương Kim Long có vấn đề gì không? Có một số chỗ vẫn chưa rõ ràng lắm. Tôi sẽ đích thân dò hỏi hắn. Bây giờ hắn đã bị áp tải về tạm giam rồi. Vậy tới trại giam hỏi. Làm gì vậy? Đi nào. Alo, xin chào. Bánh bao nghe. Cái gì? Biết rồi. Sếp, Dương Kim Long trốn rồi. Cuối cùng là có chuyện gì? Chào sếp. Trên đường đi, đột nhiên Dương Kim Long sùi bọt mép. Chúng tôi lập tức đưa hắn tới đây. Không ngờ hắn giả vờ. Hơn nữa hắn còn đánh bác sĩ. Hắn chạy hướng nào? Các anh nhìn thấy không? Chúng tôi lập tức đuổi theo ra ngoài, nhưng không nhìn thấy hắn đâu hết. Đáng ghét. Cô Trương, bánh bao ở đây giao cho anh đó. Tôi biết rồi. Cô Trương, anh làm gì vậy? Tôi phải đi tìm Dương Kim Long. Dương Kim Long nếu như để cho cô dễ dàng bắt lại, thì hai người đồng nghiệp trong kia bỏ đi đâu? Vậy anh nói đi, chúng ta không dễ dàng tóm được hắn. Bây giờ phải làm sao? Dương Kim Long trốn thoát tôi cũng đau khổ giống như cô. Cô nói có lý một chút có được không? Điện thoại kìa, không nghe hả? Giờ tôi đang bận, đừng gọi nữa. Alo, Nhược Y hả? Chị Hai không nghe điện thoại của chị. Viện ăn dưỡng chắc là em lo thu xếp nha. Vậy đi. Được, mấy chị đều không rảnh. Chuyện của ba giao hết cho em. Bên phía tay phải này có trang bị phòng tắm, phòng đơn. Kỳ thực, nếu anh thường tới thăm em trai, cũng sẽ giúp cho bệnh tình của cậu ấy đó. Như hai lần anh tới thăm, cậu ấy đều rất vui vẻ. Cuộc sống bình thường, ăn ngủ ổn định. Bên đó là phòng đơn, có người trang bị phòng tắm, có tivi. Thiếu Bân, chờ chị với. Thiếu Bân, chờ chị. Thiếu Bân, xin lỗi, Thiếu Đình. Xin lỗi, bác sĩ nói em tôi có hiện tượng quá hiếu động, hễ lơ là một chút sẽ gây ra họa. Trả cho cô. Chắc cậu ấy bị cái này thu hút nên mới giật giỏ của tôi. Xem như quà gặp mặt vậy. Cảm ơn. Sao cô lại đến viện điều dưỡng? Tôi đến xem nơi đó, có lẽ bà tôi sẽ cần đến. Còn anh? Tôi đang nói gì vậy? Dĩ nhiên là anh đến thăm em anh rồi. Cái hộp đẹp quá. Của anh thiết kế hả? Cái này à?
Đây là cái hộp tôi thiết kế để đựng sô-cô-la. Thiếu Bân cũng rất thích nó. Cô ăn không? Được. Sao vậy? Trên đầu tôi bị dính gì hả? Biểu hiện vừa rồi của cô, góc độ đó rất giống người bạn cũ của tôi. Tôi còn chút việc phải đi trước. Tạm biệt. Cô không sao chứ? Chảy máu rồi. Trời ơi, chân mình đang ở trên đầu gối của Thiếu Đình. Tim mình đập nhanh quá. Mấy món hôm nay đều do ba làm hết đó. Đặc biệt là món thịt xào hành này, món sở trường của ba đó. Anh ăn thử đi. Tất cả đều là món sở trường của ba. Đặc biệt là hôm nay con với Nhược Y bận rộn cả ngày, phải ăn nhiều một chút. Dạ được. Cảm ơn ba. Bác. Không sao đâu. Con muốn gọi như thế nào cho thoải mái thì cứ việc. Lâu rồi nhà mình không được vui như vậy. Út Tường, sau này con có rảnh thì đến đây chơi. Dạ, con nhất định sẽ đến. Hôm nay tâm trạng ba rất vui. Ước gì Nhược Thiên và Nhược Y cũng ở đây. Cả nhà cùng ngồi ăn cơm, vui biết bao nhiêu. Chị làm gì nhìn em dữ vậy? Xem ra có lẽ Út Tường sẽ mang hạnh phúc đến cho em thật rồi. Ngưỡng mộ em quá. Chị không được thích ảnh đó. Em không thích cảm giác chị em tàn sát nhau đâu. Ba đang đàn kìa. Thật hiếm khi. Đúng. Từ lúc mẹ qua đời, ba rất ít lấy đàn ra đàn. Bác à, sao vậy? Đột nhiên bác quên mất khúc sao rồi. Vậy bác nghỉ ngơi chút đi. Được.